Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Pico sẽ giới thiệu đến với các bạn một số phụ kiện khá hữu dụng dành riêng cho các game thủ. Và đây chúng ta có 3 thiết bị, 2 thiết bị chuột và 1 bàn phím của eBlue, một trong những thương hiệu đang được khá nhiều khách hàng lựa chọn. Trước tiên là thiết bị chuột MS653. Đây là phiên bản nâng cấp từ eBlue Cobra MS144 với nhiều cải tiến nhưng vẫn giữ được ngôn ngữ thiết kế, là sản phẩm nằm trong series sản phẩm mới nhất năm 2017. Và lần này nhà sản xuất tiếp tục cải tiến series Cobra và đang mang được nhiều thành công nhất trong phân khúc phổ thông tới người dùng. Ta có thay đổi một chút về thiết kế, nâng cấp sensor Avago 5050 lên tới 3000 dpi, cuộn bọc cao su. Và với những thay đổi trong phân khúc phổ thông thì eBlue đang là một lựa chọn khá thích hợp cho các game thủ, đặc biệt là trong tầm giá khoảng 300.000 đồng. Quay lại với thiết bị chuột MS636, tính đến thời điểm hiện tại thì thiết bị chuột này của eBlue đang được cộng đồng ủng hộ và đón nhận nhất. Với thay đổi form cũng như phong cách cầm nắm thì chuột eBlue MS636 đã lột xác hoàn toàn. Thiết kế này đã ổn hơn xưa rất nhiều, kèm theo đó là chế độ LED đa dạng, tinh chỉnh một chút về các điểm nhấn. MS636 với khả năng chỉnh lên tới 2500 dpi, sử dụng sensor Avago 5050, tần số lên tới 500Hz, đáp ứng đủ mọi nhu cầu của game thủ. Ngoài ra thì còn được trang bị switch khá chất lượng với 5 triệu lần nhấn cho tuổi thọ vòng đời. Và tất nhiên sản phẩm này cũng chỉ đắt hơn MS653 một chút, ở mức giá dưới 500.000 đồng. Thiết bị cuối cùng mà mình muốn giới thiệu đó là bàn phím cơ có dây eBlue EKM737. Đây cũng là một trong những thiết kế mới nhất của hãng. Bàn phím với 104 phím có LED nền 7 màu với nhiều hiệu ứng cho sự lựa chọn của người chơi. Ngoài ra còn có đèn logo và 12 phím chức năng đa phương tiện. Bàn phím cơ eBlue trang bị full size 104 nút có LED rainbow nền cực kỳ hay và bắt mắt. Các giải LED được trang bị phần dưới của bàn phím nhìn rất chuyên nghiệp và các hiệu ứng LED tương đối đa dạng và được tùy chỉnh thông qua tổ hợp phím chức năng. eBlue EKM737 có phím dài như Shift Enter Space được gia cố bằng hệ thống Cherry Stabilizer giống như các bàn phím cơ cao cấp. Hệ thống này giúp cho chất lượng phím bấm tốt hơn, ổn định hơn và dễ dàng tháo lắp keycap. Bàn phím sử dụng switch có tên khá lạ lẫm là ZWH Blue với cơ chế tương tự Cherry MX Blue có độ bền trên 50 triệu lần bấm. Nếu như các bạn đang và đã sở hữu một trong 3 thiết bị này thì đừng quên comment phía bên dưới để chia sẻ với những người khác về kinh nghiệm sử dụng cũng như ý kiến các bạn về các thiết bị này. Và hy vọng bài review nhanh vừa rồi của Pico sẽ giúp các bạn có thêm sự lựa chọn khi mua các sản phẩm phụ kiện khi chơi game. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.